cái món vịt nấu với măng của mình là xong, măng chua. Thấy chưa, nhìn rất là ngon luôn. Những thịt vịt thế này, măng này, vào món này ăn cơm tuyệt vời. Wow, các bạn ơi, đấy, như này mình đã để khoảng tầm 3 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái rau thì là này vào nhá. Đấy, cho rau thì là một chút cho nó thơm ngon, hành nữa. Chào các bạn nhá. Đấy, hôm nay mình sẽ ở nhà và mình làm một cái bữa cơm. Hôm nay nhà gia đình mình có khách thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người hai món ăn. Một là cá chép, mình sẽ sốt với cà chua. Thì thứ hai là món vịt sẽ mình nấu, mình xào, mình om, đúng ra là mình om với măng và một ít quả măng mật này các bạn nhá. Thì đây gia vị nó của món vịt, đây mình giới thiệu cho mọi người là gồm có thịt vịt này, hôm nay mình lấy nửa con thịt vịt và mình mua tầm 10.000 măng và tầm khoảng mấy quả măng mật các bạn nhá. Đây là món vịt om măng nhá, om măng hay xào măng thế, nhưng mà mình om ninh một chút thì nó sẽ ngon hơn. Đây có hành tím mình đã băm nhỏ, còn bên này là món cá sốt cà chua, cá chép sốt cà chua. Thì cá chép sốt cà chua thì của mình có 4 quả cà chua này, ở đây có rau thì là này, hành lá này, và kia mình có cả thịt băm nữa các bạn ạ, và hành tím, lát nữa mình sẽ phi thơm. Hành tím thì mình sẽ phi thơm cả bên vịt lẫn bên cá nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi làm từng món một. Như món này thì mình đã chặt ra hết rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi mình ướp gia vị mình xào thôi. Các bạn nhá, bây giờ mình sẽ ướp món vịt. Vịt này lát nữa để nấu với măng nhá, om với măng. Thì mình có cho măng mật vào trước này. Sau đấy thì mình sẽ cho bột canh. Đấy, bột canh. Rồi, chúng ta sẽ cho thêm một chút hạt tiêu nữa các bạn nhé. Rồi, đây chúng ta sẽ đảo đều lên, xong rồi để tầm 5 phút này. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành đi vào xào. Rồi, các bạn nhé, đây nó đều rồi, chúng ta để đây. Ướp khoảng 5 phút thì chúng ta sẽ cho lên chảo, chúng ta xào. Rồi nhé các bạn nhé, cái thịt vịt của mình ướp đã được khoảng tầm 5 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bắt lên mình xào thịt vịt trước. Cái xào thịt vịt này có nghĩa nó sẽ làm cho cái thịt vịt nó thơm, nó không có mùi tanh các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ phi hành thơm lên trước, xong rồi mới đổ vịt vào thì ăn nó sẽ đỡ bị tanh hơn. Còn một lát nữa mình sẽ xào măng riêng nhé các bạn nhé. Măng mình xào riêng, cái măng nó chua ấy, mình xào riêng xong mình cũng phi thơm lên, hai cái lát nó mình sẽ đổ lấn vào với nhau thì nó mới ngon. Cho hành tím vào phi thơm, để thơm lên xong mình sẽ đổ thịt vịt vào. Rất là thơm rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ thịt vịt vào nhá. Đấy, thịt vịt mình đã ướp rồi. Mình sẽ đảo đều lên. Thơm lắm các bạn ơi. Đúng là hành nó khác. Bây giờ mình sẽ đậy vào một lượng thịt vịt một lúc nha các bạn nhá. Tiếp theo thì mình sẽ xào măng chua. Mình phải xào qua cái măng chua đi cho nó phi hành thơm đi các bạn nhá. Cho nó bớt những cái mùi, chẳng hạn như mùi hăng hay là mùi của măng ấy, nó ngâm. Mình làm như này thì nó sẽ ngon hơn và nó sẽ thơm hơn. Bây giờ mình sẽ phi cái hành này lên. Đấy, phi hành lên, lại phi hành nữa, cho nó thơm lên. Ăn như là mình thích các bạn nhé. Đấy, hành nó thơm lên, dập nó vàng như này là chúng ta cho mang vào, chúng ta xào. Đấy.
vàng và vàng là cho thơm nên là được. Chúng ta sẽ đổi sang cái nồi bên kia nhé các bạn nhé. Cái nồi bên kia thì mình đang om vịt rồi nhá. Lát nữa mình sẽ đổ măng sang đấy, xong rồi mình om thôi. Chúng ta cho một ít bột canh, ít thôi nhé các bạn nhé, không nên cho nhiều. Thì nấy mình đã cho ở bên cái thịt vịt rồi, cho một tí để cho nó ngấm măng một chút thôi. Để đổ cái măng này sang cái vịt này. Cái vịt này của mình đã ninh từ một lúc rồi đấy. Đây mình sẽ đổ măng vào đấy ninh nhá các bạn nhá. Là ninh cạn cạn đi là ok. Ok, mình sẽ đảo cái măng này cho nó đều lên, cho nó ninh cạn cạn đi là chúng ta ăn được, ăn tuyệt vời món này. Các bạn nhìn thấy chưa, rất là ngon. Đấy, nó hòa quyện vào nhau. Thơm quá. Mình nhìn thấy mình là thấy đói rồi. Đây, chúng ta sẽ hạ cái lửa nhé các bạn nhé. Hạ cái lửa chúng ta đợi vùng vào một lúc. Đây, là nó chín là chúng ta ăn thôi. Ôi các bạn ơi, đây này, cái món vịt nấu với măng của mình đã xong, măng chua. Thấy chưa, nhìn rất là ngon luôn. Đấy, những thịt vịt này, măng này, vào món này ăn cơm tuyệt vời. Bây giờ mình sẽ đi chế biến con cá ở bên này nhá. Hôm nay mình mua con cá tầm hơn 1 cân cơ. Ăn những con cá tầm to này nó mới ngon các bạn, thịt nó vừa dày này và nó ít xương. Bây giờ mình sẽ ướp cá một chút. Thì mọi người cứ thái cho mình nhá, thái những cái đường như này. Lát nữa mình sẽ sát một tí cái bột canh lên các bạn, cho nó ngấm một tí thì đến lúc rán ấy, rán lên thì nó sẽ ngon hơn, và đến lúc cho nước sốt cà chua thì nó sẽ ngấm, nó đậm đà hơn. Ý, cứ cắt này, khứa như này. Bên này thế, mọi người cứ khứa cho mình thành mấy đường này. Rồi. Bây giờ sẽ cho một ít cái bột canh lên nhé các bạn nhé. Sẽ cho một ít cái bột canh lên, rắc lên cái da của nó ấy. Ướp một ít thôi, không nhiều đâu. Rồi, tầm này là được rồi đấy. Bên này đã được. Đó, bên này đã được rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ chúng ta xoa đều đi. Xoa đều cá đi. Đấy. Cho nó ngấm một chút. Bên này cũng vậy. Chúng ta xoa đều. Đấy, thế là xong rồi. Chúng ta để ướp tầm cho nó ngấm tầm khoảng 5 phút này. Xong rồi chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho lên chảo chúng ta rán nhé các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến là chúng ta khâu và chúng ta thái cái cà chua ra các bạn nhé. Mình có 4 quả cà chua, mình sẽ thái ra. Để chúng ta tiết kiệm thời gian trong vấn đề cà chua nó rừ nhanh nhé các bạn nhé, thì chúng ta nên thái càng nhỏ, cà chua nó càng nhỏ càng tốt. Đấy, mọi người có thể bỏ cái cuống của nó đi, nhưng mình là mình ăn cà chua mình vẫn hay thường bỏ cuống, mình không hay để cuống đâu. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ thái nhỏ, thái tiếp một mặt này nữa các bạn nhé. Các bạn cứ thái nào càng nhỏ càng tốt. Đến lúc chúng ta sốt cà chua lên thì
thả cà chua này vào thì nó sẽ dừ nhanh, chúng ta đỡ phải mất thời gian chúng ta đợi nhá. Các bạn cứ thái cho mình như này, nhỏ nhỏ này nhá, thái cho đến hết khoảng 4 quả cà chua này là được. Thái cái hành hoa với thì là để làm với cá mà, hành với thì là mình thái vừa thôi nhá, không thái nhỏ. Cá mà không có hành với thì là thì nó không ngon. Đây, mình cứ thái đoạn như này. Rồi, bỏ ra đĩa. Lá này nó gần chín thì mình sẽ cho vào. Rồi, cho vào cho nó tăng cái vị thơm của cá và giảm cái vị tanh đi, cái thì là thì nó giảm cái vị tanh. Đấy, thái đĩa này. Đây thì là đây, mình cũng thái như hành, thái vừa phải thôi. Đấy. Rồi, ok nhá các bạn nhá, đã cái khâu chuẩn bị của mình đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ đến cái bước tiếp theo là mình sẽ là xào cái nước sốt cà chua nhá. Chúng ta phải phi hành cho nó thơm lên thì ăn nó mới ngon được. Thì cái nước sốt cà chua của mình thì mình có cho thêm cả thịt băm vào nhé các bạn nhé, cho nó ngọt để chúng ta sẽ phi hành thơm lên. Bây giờ nó thơm lên ta sẽ đổ thịt vào, đổ cà chua vào, chúng ta xào. Đấy, rất là thơm của nhau các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đổ thịt vào. Cái nước sốt thì nó sẽ thơm ngon. Wow, thơm thế. Chúng ta sẽ cho một ít bột canh cho nó ngấm, cho bột canh vào thịt, cho thịt nó ngấm nhá. Đấy, bột canh đảo đi. Rồi, đây đảo qua này, nó chín chín này là chúng ta sẽ đổ cà chua các bạn nhá. Xào cái thịt sốt cà chua này thì mình mà xào nó bị cháy, nó sẽ cháy chén thì nó sẽ không ngon, nó không còn nhiều cái vị ngọt nữa. Đấy, tại sao mình thái nhỏ cái cà chua này thì một lát nữa thì mình sẽ nó sẽ dừ nhanh hơn. Đấy, bây giờ mình sẽ để cho nó dừ một chút nhá, xong rồi lát nữa mình sẽ bỏ cá vào trong này, đợi cũng một lúc khoảng mấy phút này xong mình cho ra ăn thôi. Rồi các bạn nhé, cái nước sốt cà chua mình có xong rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ thả cá vào nhé. Wow, cá này. Đấy, như thế này một lúc cho nó ngấm khoảng mình sẽ tầm 5 phút này. Rồi mình sẽ cho ra thôi. Bây giờ mình sẽ dội cho nó lên trên này, dội cái nước sốt. Cho nó ngấm đi. Ok nhá, mình sẽ đậy vung vào một chút, khoảng tầm 2-3 phút này, mình sẽ cho ra. À, các bạn ơi, đấy, như này mình đã để khoảng tầm 3 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái rau thì là này vào nhá. Đấy, cho rau thì là một chút. Cho nó thơm ngon, hành nữa.
mỏng thế ạ. Được rồi, để cho ra nhé, ta biết cho ra nhá. Ok rồi đấy. Rồi đây tiếp theo đây là cái món vịt, vịt nấu với măng chua của mình. Thịt vịt. Con vịt đấy còn ninh đâu đâu. Vâng, con này ninh qua mà. Con này còn vịt còn non đúng không? Vịt 2 tháng rồi. 2 tháng không, cũng không non rồi. Bây giờ muốn là thằng mấy hơi chứ một cái hộp. Kiểu hơi đâu, nó cứ lâu lâu hút một tí thôi. Câu ôi cá nhỉ. Đấy, chị câu cá đấy. Câu cá này nhỉ. Chị để ở đây đi. Chị để lấy câu cá đấy, đấy. Nào con lớn con đi câu cá nhá. Thôi nhỉ, mời bố mẹ nhá. Mời em uống đi. Mời ông bà trước. Thôi mời các bạn nhá. Cho bác một con thôi nhỉ. Cho con gì? Bác mát. Chưa bỏ gì vào đây. Dạ. Nó không ăn gì không? Thôi, làm tí cá xem nào. Hai chồng không đun thì hành thêm một tí. Đun rồi. Măng này không chua mấy? Ừ, con để nhiều ấy rồi. Qua rửa có hàng mấy nước rồi đấy. Rửa nhiều quá. Măng chua. Măng chua mà. Đây, cá đây. Không có vịt to ấy bà. Nó mang qua bán. Hay mình vào trong đấy đấy. Làm như này ngon đấy bạn. Làm như này ăn cơm là tuyệt vời. Trong ao á. Nhưng mà cái loại trắng này ăn ngon. Nhưng mà làm sốt cà chua này nên mua cá to một tí nhá. Ăn nó thịt nó ngon hơn. Và nó ít xương. Này mẹ đánh ít nha. Sốt cà chua cá trắng đấy. Cá chép ngon mà. To, thứ con nào mà to là ngon. Con vịt này dày thịt quá. Siêu nặng là cái gì? Siêu nặng á? Ăn nó thịt nó cứng. Không ngon. Không ngon. Đấy, con vịt gầy gầy nuôi ở ao, ở suối kìa. Suối nó sạch ấy. Ăn cá với cơm mà vào cầu. Đi suối. Nào làm miếng thịt vịt xem nào. Măng hôm nay con rửa đi mấy nước nên là nó không chua. Vì mà hơi kệ cô ạ. Nói nhiều. Giới thiệu chán. Thế được ăn gà rừng giờ. Gọi chán bảo gọi đi xem các kiểu chán chê mê mỏi. Này hai món đều ăn cơm ngon. Vợ thì ăn đậm gì? Nghe còn chưa đậm á? Đậm rồi. Vừa ăn. Em ơi, làm gì? Bố. Làm con một miếng mực không nào? Mực con này chưa chuẩn bị cái gì chấm. Ăn chay luôn. Vợ nướng này còn chưa chuẩn bị cái gì chấm rồi. Quên mất. Còn tương ớt đây. Thôi, tí nữa để ta ăn cơm tí nữa. Mực thì tương ớt chứ chấm gì. Mực thì ngon mà. Mực to rồi.